Thank you.
ta đi ăn thôi cả. Thank you.
谢谢。 Ngọt. Đá thế nào? Ngọt mềm mềm thật sâu nữa. Nó tần dần mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Thank you.
Hãy
rồi
Chị có biết chị Âu Phú này không ạ? Có, đang ở với chị. Đang với chị. Là cái gì ạ? Đây bán cái thẻ. Vâng, nó đang ở với chị ạ. Nó được đi học à? Vâng ạ. Chị đứng lại, chị có ngoài. Vâng. Ok. Vâng. Ăn sâu bé, lòng mình sâu bé, ăn cho mình sâu bé. Ăn cái giáo hoài còn mình biết chưa nhá, sẽ được kiện đấy. Ngon.
But I don't know. But I'm not going to be in here.
Sau nha, bỏ nha. Mình hả? Sau nha, mình phải đoán nha. Hai hộp xác thì riêng cần mãi ạ. Bắt thư buộc. Để xây dư đoán trường nha, thì đài nha. Từ đó nhà không ạ. Mày nhảm nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sâu luôn á. Thành viên nó sâu lúng đấy, nó đùng bọ đấy, trai cả lắm. Đi viên nó cái mai sao tội mình đấy, ta sẽ ôm đâu. Ôm mình á, một cái nhà xã mình á. Mày nhìn đó, nhà xã mình ạ. Cứ 20.000, 40 gì đấy. Con nhá. Nấu nha, sau nha. Dạ, mẹ. Vào nhá. Thank you.
Cái điệu đấy. Thank you.
biết đi sao bị ai đâm ấy, sao thế này? Không biết ai đâm không? Nhiêm. Có bị thương sao, chân có bị sao không? Đau á. Chân chắc không sao đâu hả? Đau lắm. Đau dữ này. Tức anh là ai? Hả? Anh chắc không sao đâu nhỉ? Đau lắm. Chân bên này có thịt đau không? Chân đau lưng. Đau lưng à? Ừ. Xem nào. Không biết ai láo thật ra phải không em? Thế em đây nhé, anh sẽ đấy. Ừ.
Một cả đây
một Thank you.
Game một tay nào không phát được cái muốn bẻ mẹ đi tập trường.
Thank you.
học cân bao nhiêu?
tim đau lắm. Không sao đâu. Chị bị đau lâu chưa? 2 ngày. Chị khó đau một tí nha. Vâng. Đau một tí nha. Vâng. Ý, sắp được rồi chị. Một tí nữa. Ừ. Đau. Đau chị muốn cho cái nhé. Xem mấy hôm không khỏi thì đấy nhé. Chị vâng. Cho mấy liều thuốc để uống. Vâng. Cái này giảm đau. Vâng. Ngày uống ngày 4 viên nhé, sáng 2 viên, tối 2 viên. Cảm ơn em nhé. Vâng. Nếu không thấy đỡ thì lại đi tìm em nhé. Vâng. Thử nhớ với chị đau á. Thử lấy xuống xem. Đau. Ý. Với anh về đây rồi chị dưới thêm. Em tiêm thuốc giảm đau rồi đấy, mấy hôm xem là con đứa lại đi gọi em nhé. Em đã xin phép mình. Cảm ơn em nhé. Đít đau. Không đứa thì gọi chị nhé. Chúng ta ăn quả đã. Em về nhé. Cảm ơn em nhé. Không thấy đứa thì gọi cho em nhé. Cảm ơn em. Thì cẩn thận nhé. Vâng. Anh cứ vào nhà đi, dạ. Em cứ đi. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Vâng, anh phụ đi cho bác sĩ ạ. Chăm sóc em nhé. Vào đi. Vâng, vâng, bảo anh. Tá todo dia. Mày mày tao. Mày. Dạ. Ừ, hết tiết dầu. Tiết. Dễ từ nãy tại em. Ờ, nhưng mà Ừ.
cắt đến tên. Did it. What the... That.